Em chào tất cả cô chú anh chị nhé. Hôm nay em sẽ chia sẻ ba giò đẹp nhất vườn em luôn ạ. Đấy. Đây là cây 13 cặp lá như hôm nọ em có giới thiệu với các bác. Đấy. Cây ra đẹp luôn nha. Và toàn bộ cây thì ra rễ rất là ổn định rồi. Đấy. Cây ra rất là ổn định, một mẹ ba con nhé. Một mẹ ba con. Đấy, cây ra khỏe luôn nha. Cái mẹ là 13 cặp lá nhé. Đấy. Cây rất đẹp luôn. Và cây kèm cả phi điệp này, xếp rụt này, xếp rụt này, với kèm hai giò xếp rụt này nhé. Cây em sẽ lấy là 2.800.000. Đấy, 2.800.000 nhé. Đấy, ngắn gọn thế thôi. Anh chị nào mà lấy được 3 chậu này thì liên hệ em. Đấy, em chỉ bán riêng 3 chậu này thôi, giá 2.800.000. Đấy, em chỉ nhận gửi xe thôi nhé. Đấy, thưa các bác là em chỉ nhận gửi xe thôi, không gửi các hình thức khác, tại vì không gửi đi được. Đấy.